Các cháu ơi, bà hỏi cái cháu mát siêu này, bảo cháu lấy vợ chưa? Cháu ấy chỉ khoe cái nhẫn này thôi, có nghĩa là có cái nhẫn này là lấy vợ rồi các cháu ạ. Sorry. Có nghĩa là thế là cũng giống Việt Nam các cháu ạ. Cũng giống Việt Nam, có cái nhẫn này là lấy chồng rồi. À. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, thế là đến hẹn bà lại lên nhá. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một thau thạch rau câu hoa quả siêu to khổng lồ các cháu ạ. Bởi dạo này tiết trời nó rất là nóng, cho nên là bà phải làm đồ uống và đồ ăn mát cho để cho nó mạnh khỏe và sức khỏe nhá các cháu nhá. Thì các cháu ơi, thì bây giờ bà giới thiệu với các cháu nhá, vật liệu của cái thau thạch rau câu hoa quả siêu to khổng lồ đây này các cháu này, bà đã chuẩn bị đây rồi các cháu nhìn này đấy. Ê, táo này, xoài này, thăng long này, và cam vàng này, và nho nhá. Và các cháu ơi, bà còn thiếu dưa hấu nhá. Con trai Hưng Vlog nhà bà đang đi chợ mua giúp bà chưa về nhá. Thì tí nữa về thì bà lại có. Và các cháu ơi, bột rau câu của bà đây các cháu nhìn này đấy, bà chuẩn bị ở đây rất nhiều. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thái hoa quả nhá các cháu nhá. Rồi đi. Các cháu ơi, đấy, thế là bà hôm nay lại có hai cháu ở người Mỹ nữa về chơi với bà nhá. Thì các cháu nhìn này, đây là cháu Matthew ấy. Đấy, người Mỹ đấy các cháu ạ, cũng thái hoa quả cùng với bà nhá. Thế còn một cháu gái gần tới nơi rồi, tí nữa là tới nơi nhá. Thế là bà thấy rất vui các cháu ạ, là hôm nay lại có hai cháu người nước ngoài, người Mỹ nhá. Thì thôi cháu thái hoa quả cùng với bà nhá. Này, cháu thái đi. Đấy, thế là cùng thái với bà nhá. À, chết, bà bò bò. Này, có tem không? Quả có tem. À, không. Bà rửa nước muối rồi, hoa quả bà rửa nước muối rồi các cháu ạ. Đấy. Đấy, cho các cháu nhìn này. Đấy. Đây. Bà thái đây. Đấy. Bà bóc vào cái đĩa này. Đây các cháu ạ, vui, bà vui quá. Hôm nay lại có hai cháu người Mỹ đây. Ôi dồi ôi. Đây. Đấy. Sao thái nhanh thế? Nhanh hơn bà. Đấy. Đấy. Bây giờ thái cam. She's so fast. Này, cháu ơi. Đấy. Đấy. Cam thôi, bà lại để lẫn được. Đấy, bà để lẫn. Đấy. Ok. Rồi cháu. Đấy. À, bây giờ bà thái xoài nhá. Đấy. Các cháu ơi, đấy, cái cháu Matthew này thái không quen dưa cho nên là gọt cũng không được được chuyên nghiệp lắm. Thế thế bà phải gọt vỏ hộ cái cháu ấy nhá. Đấy, đây, cháu ơi, bây giờ, đây, bà lau thớt đi cho cháu thái. Đấy, lau sạch đi. Được, đây, cháu thái nhá. She's saying I was very messy. Rồi. Bây giờ bà bảo cháu thái như này. Như này là 1. Đấy, như này là 2. Đấy. Đấy, sau cháu thái đi, để đây. Đấy, sau cháu thái thế này. Đấy. Cháu thái thế này. Đấy. Đấy,
Tao mi ấy. Đây. Ui. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã thái xong hoa quả rồi nhá. Thì bây giờ bà đã đặt nồi nước siêu to khổng lồ để các cháu nhìn này. Thì bây giờ bà sẽ cho bột rau câu vào nhá các cháu nhá, bà đun nhá. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Này, các cháu nhìn bà đổ này. Đấy, bà đã trộn đều mấy đường rồi đây. Đấy. Bà vừa đổ vừa khoáng các cháu ạ. Đấy. Đây. Đây. Đấy. Bà sẽ quấy lên các cháu nhá. Bà đun sôi chín lên các cháu ạ. Đấy. Thì nó sẽ đông. Ờ đấy các cháu ạ. Cái nồi bột rau câu của bà đã nấu chín rồi nha các cháu nhá. Đây bà phải rụt hết củi ra đây, lúc nó sủi to thì bà phải rụt hết củi ra các cháu ạ. Đây này các cháu nhìn này này, rất ngon các cháu ạ. Thì bây giờ bà sẽ khênh ra nhá, sau bà múc ra cái thau để cho nó nguội nhá. Các cháu ơi, đấy bây giờ hai bà cháu nhà bà sẽ múc ra cái thau để cho nó nguội nhá các cháu nhá. Đấy các cháu nhìn này, rất ngon rồi. Đấy, đấy. The fact that you trust me with this is crazy. Các cháu ơi, if I burn YouTube's favorite cháu ở Mỹ này nói bà trái yếu gì bà cứ cho các cháu được lòng, cho cháu được lòng. Đấy. Đấy. Am I doing good? Is it okay? All right. Nữa. Cháu mát siêu người Mỹ này đã làm xong múc xong vào thau cho nguội nhá. Thì bây giờ bà mới lại cháu mát siêu sẽ đổ hoa quả vào đây nhá các cháu nhá. Rồi. Các cháu nhìn này. Wow, đấy các cháu nhìn này chưa đấy. Đấy, rất ngon các cháu ạ. Nè. Bà sẽ đảo đều lên nhá các cháu nhá. Đấy bà đặt đấy. Phải nhanh các cháu ạ, không nó đông hay không làm không thành. Đấy bà phải khẩn trương luôn này các cháu này đấy. Đấy các cháu ạ, nó cứ lạnh cái là nó đông luôn. Đấy các cháu nhìn thấy ngon không? Rất ngon. Đấy, rất chi là hấp dẫn các cháu ạ. Đấy. Đấy. Rồi. Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy nó đã đặc rồi. Các cháu ạ, đấy bây giờ bà làm cho nó phẳng cho nó đẹp nhá các cháu nhá. Đấy các cháu nhìn thấy chưa? Rất ngon. Đấy. Các cháu ơi. Đấy, cuộc đời bà cũng gần 60 nồi bánh chưng rồi, cũng chưa bao giờ bà làm thau thạch rau câu hoa quả siêu to khổng lồ như ngày hôm nay đấy. Các cháu ạ, đây các cháu nhìn thấy rất ngon. Ui, đẹp lắm các cháu ạ. Ui. Đấy. Thế để bà để một tí nữa là bà đổ ra nhá. Ra đĩa khổng lồ của bà. Đấy. Thì sau bà lại mời tất cả các cháu đến đây cùng ăn với bà cho vui nhá. Đấy. Ui giời, đấy. Đấy, các cháu ơi. Thế là bà mới lại cháu mắt siêu người Mỹ nhá. Đã làm xong một thau thạch rau câu hoa quả siêu to khổng lồ rồi các cháu ạ. Đây này bà đã làm đông rồi đây để các cháu này đợi. Thì bây giờ bà sẽ đổ ra cái đĩa khổng lồ nhá. Cái lia khổng lồ của bà nhá. Đây các cháu nhìn này. Đây cái lia khổng lồ bà đã chuẩn bị đây rồi các cháu nhìn nhá. Đấy. Thì các cháu ơi. Bà mới lại cháu mắt siêu rồi nhá. Mắt siêu rồi đổ là bắt đầu. Nào bây giờ bà ập chiếc mâm vào đây. Nào hai bà con mình cùng đổ ra cái lia khổng lồ này. Nào. Đây. Đấy các cháu ạ. Thế là bà mới lại mát siêu nhá. Đã làm xong đĩa thạch rau câu hoa quả siêu to khổng lồ rồi các cháu ạ. Đấy này các cháu nhìn không có đẹp không. Đấy các cháu ạ, rất mát. Đấy. Thế còn đây là cháu két đây này. Cháu két tiền. Các cháu ạ, đấy. Rất đẹp. Đấy đĩa thạch rau câu của bà rất đẹp nhá. Đấy lại có hai cháu người Mỹ nữa cũng đẹp các cháu ạ. Đấy. Thì bà mời các cháu lại tới đây cùng ăn với bà nhá, cho nó vui nhá. Thì đi, ba bà cháu nhà mình mang ra kia để ăn.
Đấy, thế là bà mới lại cháu mát siêu này đã làm xong đĩa thạch rau câu hoa quả siêu to khổng lồ rồi nhá. Thì bây giờ bà mời các cháu tới đây cùng ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thì bà sẽ cắt ra để cho các cháu nhà bà ăn nhá. Bà mời tất cả các cháu nhá. Vâng. Thì bà cắt ra nhá. Nào bà cắt ạ. À, các cháu ơi. Ôi, cháu ạ. Ôi, bà trái tay quá cho con. Tôi nên cắt được bà cái. Cắt được bà để bà ấy. Rồi, đấy. Cháu lật ra nào. Wow, các cháu nhìn này. Đấy, ơi rất ngon. Bây giờ cháu cứa giọng đi để bà cứ bé bé thôi con ạ. Bé bé thôi. Nào. Đấy, các cháu nhìn này, rất ngon. Đấy, các cháu nhìn này. Đấy, này, bà mời cháu ra nhá. Đấy. Cháu mời cháu trước. Đây, bà chào cháu mát siêu vất vả. Ăn trước. Thank you. Thank you. Đấy. Nào. Các cháu nhìn này rất ngon, mát lắm các cháu ạ. Đấy, này bà chào cháu két tiền, két két két. Cảm ơn ạ. Wow, các cháu nhìn này đấy. Mát lắm các cháu ạ. Đây, bà mời cháu gái nhá. Con xin ạ. Được. Cháu cắt nữa đi. Đấy. Cháu ăn với bà nhá. Mời cả bạn nhá. Cháu kép ăn đi. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm ạ. Ngon lắm. Mời các bạn. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Bà cho xin chữ ký nha. Rồi. Ăn mạnh lên xong bà cho xin chữ ký nhá. Dạ. It's so good. This is amazing. Ngon lắm cháu ạ. This is the best fruit ever. Các cháu ạ, hôm nay bà thấy rất vui. Bà có hai cháu nước ngoài người Mỹ nhá, về với bà thấy vui lắm. Các cháu nói chuyện bà nghe, bà chỉ cho các cháu được lòng thôi chứ bà chả hiểu gì các cháu ạ. Đấy, cháu cơm thiêu ăn đi. It's really good. Thank you. Bà, các cháu ơi, đây cháu gái bảo là thanh thiêu, nhưng bà cứ nhớ là cơm thiêu dễ. À cháu két tiền, cứ bảo là cháu két két, nhưng bà chỉ nhớ là chữ két tiền, cháu két tiền. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon, rất ngon các bạn ạ. Cái vỏ xoài để đây. Đâu có cái vỏ xoài con để đây. Vào luôn các em ạ. Ăn ghê không em. Ngon quá. Ngon lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, đây đây bà ăn này, thạch rau câu ở đấy các cháu nhìn này. Mặt rợi luôn các cháu ạ. Các cháu ơi, cái thạch này mà để vào tủ thì ăn càng ngon, càng mát các cháu ạ. Như đây bà làm khổng lồ to quá, không có tủ là vừa các cháu ạ. Nhưng mà để ngoài ăn vẫn ngon các cháu ạ. After doing business. Hai cháu ăn mạnh lên nhá. It's so good. Rồi, ăn mạnh mà. Thank you. Do you want to come to America and become my grandmother? Rồi, ngoan. Okay, good. Các cháu ơi,
Bà hỏi cái cháu mát siêu này, bảo cháu lấy vợ chưa? Cháu ấy chỉ khoe cái nhẫn này thôi, có nghĩa là có cái nhẫn này là lấy vợ rồi các cháu ạ. Sorry. Có nghĩa là thế là cũng giống Việt Nam các cháu ạ. Cũng giống Việt Nam, có cái nhẫn này là lấy chồng rồi. À. Đấy. Hóa ra là có cái nhẫn này là lấy vợ rồi. Mày cũng giống Việt Nam các cháu nhỉ? Ngon lắm các cháu ạ, mát lắm. It's really good. Chọn mạnh đi. There's so much fruit. This is more fruit than I've eaten all month. Yeah. Các cháu ơi, cháu kết tiền để muốn lấy chồng Việt Nam đấy các cháu ạ. Có cháu trai nào mà muốn thương yêu thì kết bạn với bà Tân Vlog nha. Bà sẽ hỗ trợ. Bà thích lấy chồng Việt Nam. Did you just say she's available? Thì các cháu ơi, thì bây giờ bà sẽ dừng clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu xem clip của bà thấy hay thì like và chia sẻ video nhá, để ủng hộ bà nhá. Và chào các cháu nhá. Hai cháu người Mỹ chào các bạn đi. Chào bà. Chào bạn chào, à. Chào.